Anh đố hạ sa với cỏ vẽ được ngôi nhà bằng 1 nét bút. Cái gì 1 nét bút á? Tưởng 10 nét bút bị khóa chứ 1 nét bút quá đơn giản, mang giấy đây. Có luôn vở này. Ôi giời ơi, vở Doraemon này. Ôi giời ơi. Cái gì này? Cái gì này? Eo ơi, San hả? Nhưng mà sao không có trang nào mà trắng vậy, anh có đỏ? Em giả từ từ thôi, vẫn còn nhiều trang trắng lắm. Đâu? Em xem nào. Đấy. Đây. Đâu? Còn trang viết ra đây. Đây. Rồi, có trang trắng rồi. Mang bút đây cho em. Có bút luôn. Một nét đúng không? Một nét thôi. Anh ơi, cái bút này nó hết mực của anh ạ. Em phải viết vậy mạnh nhá. Cẩn thận, văng bút đi đấy. Rồi. Có mực rồi. Ê, đây này anh ơi, có mực rồi. Cậu. Em đưa trước cho Hà Sam đi. Đây. Cái này nó là cái thước hả? Đây là cái thước của anh ấy. Anh ơi, cái thước này thì kẻ như nào được anh mà một nét hả anh? Anh ơi. Ui giời ơi, thôi vẽ vở gì nữa. Vở không ra vở, bút không ra bút, mà thước không ra thước. Đi mua đồ dùng học tập khác đi anh ơi. Đúng rồi, gần nghỉ hè nhưng mà mình vẫn phải làm bài tập, vẫn phải cần đến đồ dùng học tập. Thế nên hay là anh em mình làm thử thách mua đồ dùng học tập theo mau đi. Rồi, chọn đi, chọn đi. Anh sẽ lấy cái này. Mình sẽ lấy cái này. Ui, của em là màu xanh. Màu vàng anh ạ. Còn của anh. Chóng mặt quá các bạn ơi. Ham hố nhảy làm chi. Ở đây có rất nhiều Doraemon. Mà ai mặc áo màu xanh dương giống của mình nè. Ở đây còn có cả Conan này các bạn ơi. Thám tử lừng danh Conan. Ui ôi, đẹp quá các bạn ơi. Thế nhưng mà Doraemon này là Doraemon bình thường thôi. Chỉ làm gối ôm bình thường được thôi các bạn ạ. Còn Doraemon này còn có cả túi ở bên trong. Có thể làm ba lô đựng đồ để đi học được đấy các bạn ạ. Ui dồi, đẹp quá. Thế nhưng mà ui dồi, gần 300.000. Em rất đẹp nhưng mà chị rất tiếc. Bye bye. Ở đây nhiều chứ khủng lắm rồi. Ui, phải đúng màu vàng rồi. Đúng màu của mình. Wow, mình phải lấy thật nhiều. Ui, trứng à? Ui, có trứng màu hồng không? Có trứng màu hồng không? Nhưng mà mình vào đây mình mua đồ dùng học tập cơ mà. Mình có phải mua trứng khủng long đâu nhỉ? Gấu đỏ vừa tìm đến một con kỳ lân màu hồng rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Làm sao mà đẹp bằng con khủng long này của em được? Khủng long bay của em mà ra trận ấy thì tất cả các con khủng long khác ấy chạy mất dép. Ui dồi ôi, Hà Sam ơi, khủng long này mỏ nhọn nha, giống y cái mỏ của em. Anh gấu đỏ, em vừa tìm thấy cặp cho anh rồi này. Cặp gì hả à, con? Đây này, cặp màu hồng luôn nha. Ấy, có công chúa này, có cả em mèo rất là dễ thương luôn. Nhưng mà anh là con trai mà, làm sao mà dùng cặp màu hồng được? Thì đồ của anh màu hồng mà. Thôi đấy, anh không lấy được, anh không lấy được, anh không lấy được, không lấy. Hà Sam, Hà Sam, tớ mua được cái cặp màu vàng đẹp hôm nay. Mim. Đây. Bỏ tớ ra. Nhiều băng đô dã man mà hôm nay mình phải mặc áo màu xanh. Mình phải chọn cái băng đô màu xanh các bạn ạ. Mà không có màu xanh. Ui, có màu vàng nè. Của cò nè. Của ai quả? Này này, tớ tặng cái này cho cậu nè. Hả? Xe màu xanh này đẹp không? Đẹp lắm. Anh gấu đỏ, anh tìm sổ à? Một đống này nè. Ui trời ơi, sổ đây mà tìm mãi không thấy đâu. Ui, sổ này, ui, sổ này, sổ con gái các bạn ạ. Ui, lại một em bé này. Ui, công chúa. Em bé nữa. Cái gì đây? Rất nhiều sổ nhưng mà toàn sổ con gái thôi. Hà Sam ơi, có quyển sổ nào vừa màu hồng nhưng lại y hình siêu nhân không? Nope.
không có đâu. Ê, vào màu gì không vào, vào màu hồng. Toàn đồ con gái thôi, chả có đồ con trai gì các bạn ạ. Ui, ở đây có nhiều hộp bút đẹp lắm này các bạn ơi. Màu xanh luôn. Ui, màu hồng nè, nhìn như là một cái xe luôn á. Ui, nhưng mà đây chính là hộp bút đó. Wow, hộp bút màu xanh của mình nè, trùng với áo mình luôn. Đúng là đồ dùng học tập màu xanh ấy, nhiều cái đẹp lắm ấy các bạn. Mình có robot màu vàng bảo vệ. Thế mình đang thực hiện thử thách gì? À, mua đồ dùng học tập theo màu. Thế thì đi mua đồ dùng học tập theo màu. Đi mà ơi. Tìm thấy Atam rồi, còn cỏ ở đâu rồi các bạn ơi? Tìm từ nãy giờ chưa thấy đâu. Có ơi, có ơi. Ý, cuối cùng cũng tìm thấy cỏ các bạn ơi. Cỏ. Cỏ, đang làm gì đấy? Em đang đua xe anh ạ. Chúng mình đang thực hiện thử thách gì không? Thử thách gì anh? Trời ơi, thử thách mua đồ dùng học tập theo màu cơ mà. Ôi cho đây em rồi. Cô ơi, có cái máy du hành thời gian của Doraemon ở đây. Tớ với cậu đi về đi. Đi. Lúc đi do hành chặt, lúc về khổ. Ôi trời ơi, chui chui như con mít của mình ấy các bạn. Mít tàu này kiểu gì? Cò, cậu ấy trên vàng nhưng mà dưới màu xanh ghi. Anh cứu đỡ, anh trên hồng nhưng mà dưới thì màu đen. Còn em đây nè, từ dưới lên trên là màu xanh màu đen. Tiền của em chính là que kem. Cò, mua đồ dùng học tập sao em lại mua que kem? Em thích ăn thì em mua thôi, anh có ăn không? Có anh ăn với anh kèm lắm. Bị lừa rồi, đây chính là giấy ghi nhớ anh ạ. À, giấy này để viết những cái điều mình cần lưu ý để vào trong này này. Giờ thì em biết vì sao anh gấu đỏ béo như thế rồi, bởi vì anh rất là ham ăn. Hai người nhìn nè, em có cái gì đây? Đây là cái ô tô, em lại lạc đà rồi hả Sam? Nope. Không phải đâu, nó chính là cái bút. Đây nè. Ở trên là cái ô tô, còn ở dưới là cái bút gì? Chị giỏ đấy. Đây nè, mở ra viết được luôn này anh gấu đỏ ơi. Còn đây là cái gì? Là cái bút chứ còn là cái gì nữa? Nhìn nó là cái bút nhưng thực ra nó lại là cái gọt bút chì. Đây nè, em xoáy vào đây nha, nhìn này. Ui, cái bút này thần kỳ thật đấy. Wow. Như này đổ ra này. Wow, đấy. Thấy chưa? Ghê các bạn ạ. À. Mà có biết được không hả Tam? Ui, không biết được. Cái này chắc người ta chỉ làm cho đẹp thôi đúng không? Đúng rồi anh ạ, để lừa mắt anh và cò đó. Tất cả hãy nhìn đây. Bật ra đi. Khỏe đi. Không được đấy. Thế mà cũng khỏe. Đây là cái bảng tự xóa, vẽ xong có thể xóa được luôn Hà Sam ạ. Bây giờ anh sẽ vẽ mặt em cho xem này. Mặt em Hà Sam. Có hai cái bím tóc anh nha. Tóc, mắt. Mũi. Anh vẽ thì anh cũng trở cái mũi kìa. Mồm. Đấy. Bím tóc đây. Anh em không quân anh ạ. Ôi dồi, thôi xong rồi anh ơi. Trông con này trông không khác gì cái con ở trong nhà ma. Đây là chân. Ê, tay. Ê. Ôi giời ơi. Em thấy giống
99.99% anh ạ. Anh ơi, trong cái khu này không khác gì là cái con em nó bị teo cơ điện tài anh ạ. Nó quất tay lai luôn ý. Em không thấy giống em, không thích thì thôi anh xóa. Anh xóa ra đây. Mất luôn. Quý bản của anh gấu đỏ hay đấy, để em in mặt của em lên đây. Ui, đây đây cả nhà. Ui, sao xấu thế này. Không phải ơi, đây là do anh gấu đỏ. Mặt này giống mặt mặt em mà cò. Thẻ học sinh, đây chính là món đồ mà từ lớp 1 đến lớp 12 ai cũng có. Thế nhưng mà hình như là nó không có mặt cậu. Để tớ làm cho. Hà Sam có nhiều ảnh của mình lắm. Hà Sam tốt bụng thật đấy. Đen 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 đen. Ui ui, đây là ai? Có phải là tớ đâu? Sao lại không phải là cậu? Cậu thử cười lên xem nào. Giống y như nhau, y đúc y xì phốt. Mà ai tớ còn tặng cậu thêm ấy một số ảnh để bạn nè. Ui, đây là ông này. Ui, đồ khói đầu, khói đầu. Trời ơi, mình đẹp trai như thế này không à? Nhìn cò buồn cười thật đấy các bạn ạ. Anh không phải cười. Em cũng có quà tặng anh. Đây. Và đây. Ui, trời. Đây mà là anh à? Ôi, anh có kiểu tóc này từ bao giờ đây? Ui trời ơi, em chọn cái ảnh nào đẹp đẹp in cho anh không? In, em in cho anh cái ảnh xem. Quả tóc này nhìn bựa quá các bạn ạ. Thôi, học sinh của anh gấu đỏ. Các bạn ơi, nhìn mình đẹp trai như thế này mà in cho mình cái ảnh này, nhìn xem có giống mình tí nào không các bạn? Em chỉ có linh tinh thôi hả Tam ạ? Màu xanh của em ấy có rất nhiều dụng cụ dễ thương. Đây nè, cái kéo nhưng mà lại có hình con thỏ nè. Cái kéo này, cái đầu kéo này nó là hình cái tai con thỏ luôn nè, anh có đỡ ơi. Trời, dễ thương đấy à sao mà. Nhưng mà rút cái kéo này ra nhìn cái đầu con này nhìn buồn cười nhỉ các bạn. Kiểu là chọc luôn anh ạ. Chấm vào thì mới giống con thỏ. Ta là đây nè, một cái kéo nữa nhưng mà lại là hình con cua nha. Đây cũng là kéo á? Đúng rồi. Nhìn lạ nhỉ, bóc ra cho anh xem nào. Ui, anh xem này, xem nào. Wow, đúng là cái kéo thật các bạn ạ. Nope. Đây, đây, tay đây là hai cái càng cua này, giống như cái càng cua. Kéo này là kéo nhựa. Đúng rồi, kéo nhựa ấy, để kiểu như là sử dụng ấy thì nó cũng an toàn cho các bé nhỏ đấy anh ơi. Nhưng mà kéo nhựa thì làm sao mà cắt được giấy? Ai bảo là không cắt được. Đây là giấy thủ công màu xanh dương, tôi cắt cho cậu xem này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hơi bị sắc bén luôn đấy. Ý, sắc đấy, sắc đấy. Cắt hộ tớ bông hoa đi hả Sam? Mi mi. Chiêu 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 chiêu. Hả? Ui ôi, ui ôi, ui ôi. Khó quá đi. Ui giời ơi. Đây là đồ tiếp theo của anh. Cái gì anh có đó? Bọn em đi học có phải mang bình nước không? Có. Thì đây là bình nước của anh. Bình nước này anh để mang đi học đấy. Bình nước này chỉ cần cho nước vào cái bình xanh xanh ở trên này, rồi sau đó nước sẽ chảy đến mồm con voi, và chúng mình chỉ cần vặn vòi là có nước uống. Ôi, bình nước của anh gấu đỏ ấy, xin xò thế. Ôi. Đây. Ôi, đây luôn. Bình nước của anh mà không xịn mới lạ. Bình này bây giờ úp cái đầu voi vào đây. Vặn chặt vào. Ôi, xịn xò chưa, xịn xò chưa? Để anh lấy nước cho cỏ uống nha. Mimi đặt vô đây, rồi bóp cái lưỡi của chú voi này. Ấy, xịn xò đấy, xịn xò đấy. Đầy chưa anh ơi, đầy chưa, đầy chưa? Chưa, đầy chưa? Chưa. Đầy chưa? Chưa. Ui, sao lâu thế? Cái cốc này nó to mà. Ôi, cốc kiểu gì mà ướt hết quần em rồi. Ôi, ui, hóa ra là cái cốc này thủng. Thế để anh lấy cái cốc khác cho em. Trên gì này mà bảo xịn xò lắm rồi. Cò. Em cũng làm được. Chơi bóng bàn ở trong nhà thế này nguy hiểm lắm. Anh có cái này, chơi cái này an toàn hơn. Lần đầu tiên em nhìn thấy cái quả cầu lông to như thế này đấy anh ạ. À, anh mua toàn đồ độc lạ thôi. Anh em mình chơi đi. Chuẩn bị đây. Ui, trời, em đã đánh đâu. Đây, mạnh lên. Ui, 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 ui
học tập tiếp theo của em. Đây này. Em có bị làm sao không? Đây là cái gói ôm mà. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Ấy, anh thấy chưa? Gối ôm hình Bác Ngô đẻ ra hộp búp hình Bác Ngô. À? Xin đấy, xin đấy. Ừ. Em mở khỏi cho anh xem này. Đấy, thấy chưa? À, có cái gì đấy? À? Đất nặn luôn. Đất nặn, đất nặn. Ui, các bạn ơi. Đây là cái hộp búp hình Bác Ngô nhìn rất xịn sò luôn các bạn. Rất là giống luôn nha. Hồn như thật này. Không tội là bên trong chưa có bút gì mà có mấy cục đất sét như này thôi. Anh nặn cái gì đây? Anh nặn cái kính cho em. Đây này. Ui, dài quá rồi. Đoạn này thừa. Bớt đi. Vẫn hơi dài. Hả? Gần trong rồi, gần trong rồi. Vẻ đẹp rồi anh nhá. Xong cái kính cho em rồi này có. Đấy, xịn sò chưa, xịn sò chưa. Ôi ui, anh làm kính kiểu gì mà có một bên mắt này, thì một bên mắt của nó đâu. Hết tết rồi có. Nên anh chỉ làm được có một bên mắt thôi. Em vừa nãy em còn thấy anh vứt mấy mẩu đi cơ mà. Để đâu rồi nhờ. Coi, anh có cái hộp bút màu hồng, cú te không? Cái hộp bút... Cái gì đây? Cái gì đây? Ê, đây này, anh có đổ, nhìn em có cái gì nè? Em cầm tiền đi, không mua dụng cụ học tập, em lại mua mấy cái đồ linh tinh thế này à? Không phải đâu, cái này là rất có ích, đặc biệt là cho lớp trưởng đấy. Tại vì em làm lớp trưởng, anh biết không? Thế nên đấy, bạn nào mà hay nói chuyện trong lớp, em sẽ dùng cái này để em kẹp tai. Các bạn đừng nói chuyện trong lớp nhá, không à, lớp trưởng dùng cái kẹp này kẹp tai đấy các bạn ạ. Đau lắm, đau lắm. Có hình con thỏ này, rồi con gấu đang khóc nhè hay sao này. Rồi đây là con gấu đang vui này, anh sẽ lấy con gấu đang vui này. Đây này, có ơi. Ngoài ra ui, lấy ui. Mực anh ơi. Ngoài ra còn có mực này, anh sẽ ấn vào mực màu đỏ. Nope. Ấn mực màu đỏ. Rồi nhìn theo không, đeo không, bây giờ ấn vào đây. Ui dồi, nhòe hết rồi. Cẩn thận anh ơi. À, một lần thôi. Ngược rồi, coi ngược rồi sao ấy. Đây này, đúng hình con gấu không các bạn ơi. Còn đây là dấu chuyện hình con thỏ. Yeah, con dấu quyền lực. Đấy, anh thấy đẹp chưa? Đẹp thế rồi anh ấn đẹp. Ở đây của em còn rất là nhiều đồ nữa anh ạ. Ôi. Đây là cái gì đây ạ? Hộp bút. Hộp bút hình con gà con, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Gọt bút chì hình lốc xoáy. Gọt bút chì. Anh ơi, đây ống hút anh ạ. Bút. Nhưng đây là bút, bút đâu, đây là cái bút đấy. Đây nữa, đây cũng là một cái bút anh ạ. Đây là bút cái gì? À, bút con này là con gì? Con cáo. Con mèo. Đây cũng là một gọt bút chì nữa, hình con chim. Gọt bút chì, đây có lỗ để gọt bút chì đây các bạn ơi. Nhìn keo dán này đẹp không này anh ạ? Keo dán nhìn như thỏi son luôn, keo dán Doraemon. Ui đây lại gọt bút chì, à đâu, đây dao dọc giấy. Dao dọc giấy. Bản chân hình con chó. Con chó. Toàn đồ lạ, keo con chó luôn này các bạn ơi. Đây một cái thước này. Dẹp lắm anh ạ. Cái thước này là cái thước siêu dẻo à? Siêu dẻo luôn, không gãy luôn, bẻ không gãy luôn anh ạ. Bẻ không gãy á? Dùng rất là bền đấy. Thấy chưa? Anh ơi, còn đây là hộp màu của cò anh ạ. Không phải, đây bên này. Đấy, rất nhiều màu luôn. Đúng rồi, còn đây là thẻ tên, nhãn tên. Nhãn tên để treo vào đâu để đỡ mất đúng không? Cuối cùng một chiếc ô để em đi học. Ui trời ơi, của anh còn một cái bút này. Bút màu hồng rất là đẹp luôn, có thể phát sáng được này Hà Giang ơi. Đó, xịn sò không? Xịn sò đấy. Ui, trời có con cá gì đây anh ơi? Đây là khóa mật mã, để khóa hộp bút hoặc khóa cặp của anh đấy. Bên trong còn có mật mã này. Đó, xịn sò. Quá là xịn luôn anh ạ. Cái này để đựng giấy kiểm tra hoặc là đựng những cái giấy nào cần thiết. Tiếp theo là compa màu hồng rất là đẹp luôn này. Ok. Cái bút này kể rồi. À cái này thật đấy. Quyển sổ màu hồng khá là đẹp luôn. Bọn em biết đây là cái gì không? Cái này là cái ghim giấy anh ạ. Đúng rồi, ghim giấy. Hai cái bút chì. Lại cái ghim giấy nữa, mua hơi thừa các bạn. Rồi cái lược. Cái lược này là anh mua về để sử dụng ở nhà thôi. Hết rồi. Đây nữa anh ơi, cái này là cái gì? Đây là cái gọt bút chì hai đầu luôn, để gọt bút chì siêu chị trò hình cá ngựa. Thế còn cái này là cái gì anh? Nhiều đồ quá anh ạ, muốn mua ít nhưng mà khổ mình cứ mua được nhiều ấy. Nhiều khi lại phải dành dành nhất thôi anh ơi. Đây, của em đây là bộ ba bút chì nè.
Màu xanh luôn. Màu xanh luôn mà ai có cả xanh dương này, có cả xanh da trời này, có cả xanh lá cây, nhưng mà nó vẫn là màu xanh đúng không anh? Rồi, ok, đây là... Ui, cẩn thận, hộp phấn Doraemon. Đúng rồi, hộp phấn và lau bảng. Rồi, cái này, đố anh biết là cái gì? Cái này là cái kẹp càng cua, để kẹp mũi. Không phải, bình thường nếu mà em mỏi quá em không thể nào tự lật trang sách được tại vì nhiều quá. Em sẽ sử dụng cái kẹp này để em lật từng trang sách. Ôi trời ơi, Tam ơi. Thực ra nó là dụng cụ gấp đá nhưng mà em tự sáng tạo nó thế đấy anh ạ. Rồi đây là một bộ combo này. Ui, một cái ô tô anh ơi, nhưng mà bên trong ấy chứa rất nhiều ấy, đất nặng. Ô tô đựng đất nặng đúng không? Đúng rồi. Đây, ở đây là em có mua thêm được một quyển là động vật nuôi. Ở đây là hình con gà này anh ơi. Ui, nhìn con gà này, giống cò không anh ơi? Con gà này giống cò. Cái mồm, nhất là cái mồm nó rất giống cò này. Đây nè, đây con đây là con chó này. Còn đây là con mèo. Ui, con mèo này xinh giống em. Tiếp theo còn con gì nữa không hả Sam? Còn có rất nhiều con này anh ơi. Còn heo nữa. Ôi giời ơi, con này giống anh có đỏ. Ôi giời ơi, anh có đỏ ấy. Đây này, anh giống đỏ giống con trâu này hơn này. Anh giống gấu đỏ giống lắm thế. Có con nào béo là giống anh gấu đỏ. Con cá vàng này, rồi con vịt này, con cừu, con thỏ. Hết rồi anh ạ. Ngoài ra thì em còn có cả bộ màu nữa này anh ơi. Bộ sáp màu này, rất nhiều màu của Doraemon luôn. Nope. Này, đây là một cái gọt bút chì tiếp nhưng mà hình một chú nhím. Wow, cái này rất là đẹp luôn Hà Sam ạ. Nhìn cái gai của nó này, cái mỏ của nó này. Còn đây là một lọ mực nè. Đây là cũng là một cái gọt bút chì nhưng mà lại là hình một chiếc ô tô siêu mini. Anh tưởng đây là như kiểu cái đĩa bay của người ngoài hành tinh ấy. Người ngoài hành tinh. Này anh ơi, ở bên trong này có thể mở ra được luôn này. Đấy, mở ra được luôn, đóng vào được luôn, hơi chắc chắn luôn ấy. Đây là một cái máy tính này. Đây, rất là cần thiết khi mà học tập đúng không anh có đỏ? Hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 16 rồi. Định đếm 17 các bạn ạ. Con của mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Có 15 đồ thôi, còn hãy xem của mình đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yeah, 19 đồ. Vậy là ngày hôm nay chúng mình đã mua đồ dùng học tập theo màu sắc và người chiến thắng đó chính là Hà Sam. Vậy thì đó chính là cô biết bèn bẹt là cuối của nhóm của team là anh cứu đỏ. Mang một màu hồng nam tính ngày hôm nay anh đã phá kỷ lục là người bé các bạn nhé.